Đừng chờ tới lúc già mới học đạo. Tại sao cho tới hôm nay mình vẫn chần chờ chưa chịu tu? Sinh ra ở thế gian này, chúng ta phải biết mau mau tu hành, đừng nên chờ đợi. Lúc trẻ không tu, chờ đến khi đầu bạc mới tu thì nhiều khi không còn kịp nữa. Cho nên có câu rằng, mạc đãi lão lai phương học đạo, cô phần tận thị thiếu niên nhân. Nghĩa là đừng chờ đến già mới chịu tu, mộ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Người trẻ nhưng cũng mau đi đến chỗ chết, con quỷ vô thường đâu cần biết người già hay trẻ. Khi thời điểm đến thì nó không khách sáo với ai cả, nó sẽ lôi mình tới gặp Diêm La Vương. Cho nên dương gian vô lão thiếu, âm gian thường tương phùng. Nghĩa là trên dương thế kẻ gì già trẻ, dưới âm phủ thường đụng mặt nhau. Các vị nên chú ý, thời gian rất quý báu, một chút thời gian là một chút mạng sống. Cho nên chớ tùy tiện để cho thời gian trôi qua lãng phí. Chờ đến lúc tan tai, nạn lửa, nạn nước, nạn gió tới, mình tránh được chăng? Vì vậy lúc trẻ mình cần phải phấn tấn tu hành, đừng chờ tới ngày mai mới tu. Hôm nay tức thời tu hành, đó là thượng sách. Có người nghĩ rằng ngày hôm nay mình khoan tu đã, chờ đến ngày mai hãy tu. Nhưng ngày mai đến mình lại hẹn đến ngày mai nữa, hẹn hoài, hẹn mãi. Hẹn đến lúc đầu bạc, mắt mờ, tai lãng, răng long. Lúc đó dù muốn tu mà tứ chi chẳng còn linh hoạt. Phân nào có nghe lời mình, bấy giờ khổ vô cùng vậy. Các vị nên nhớ rằng, chúng ta sống trên đời này cũng giống như con cá nằm trên vũng nước nhỏ. Không bao lâu nước sẽ cạn. Có câu, thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng, đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, hận vật phóng dật. Nghĩa là, một ngày đã hết, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước thử hỏi gì vui. Đại chúng, hãy siêng tinh tấn như đầu bị đốt, chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không biết làm sao tu, nên sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Đó là điều mà mình phải hết sức đau lòng. Tại sao tới ngày hôm nay mình vẫn còn trần trở chưa chịu tu? Quý vị nghĩ xem, thời gian không chờ đợi ai, trong nháy mắt thì sinh mạng mình đã kết thúc rồi. Ha ha ha,